Theo nguồn tin từ WBSI, nhà chức trách đang truy tìm kẻ bị tình nghi đã lấy trộm hàng trăm đô la từ một nhà thờ Công giáo ở địa phương sau khi được cha xứ gọi báo vụ việc xảy ra ở nhà thờ. Tất cả số tiền anh chị em giáo dân dâng cúng trong các thánh lễ Chủ nhật 11 thường niên ngày 13 tháng 6 đã bị lấy mất không còn một đồng nào. Hiện tại vẫn đang thu thập chứng cứ và tiếp tục điều tra. Vụ việc xảy ra vào đêm thứ hai tại nhà thờ Công giáo Thánh Giuse trên đường Tony Hon Lau ở thị trấn Winfield. Cảnh sát cho biết kẻ đột nhập đã vào văn phòng của nhà thờ qua cửa hông và lấy trộm hơn 250 đô la và một tấm séc. Các quan chức nhà thờ cho biết phần lớn số tiền bị đánh cắp là tiền thu được vào thánh lễ Chủ nhật, được dùng để chi trả cho các hoạt động hàng ngày tại nhà thờ, tài trợ cho chương trình giáo dục và mua sách. Cảnh sát cho biết khi những người lính đến hiện trường, văn phòng dường như đã bị lục soát. Các quan chức nhà thờ cho biết vụ trộm phải xảy ra trong khoảng từ 8 giờ 30 tối thứ hai đến 9 giờ 30 sáng thứ ba. Giáo xứ Thánh Giuse là giáo xứ lớn có 3 cha phó. Nhà thờ Thánh Giuse là nhà thờ chính, ngoài ra còn có 2 họ lẻ là nhà thờ Thánh Gioan và nhà thờ Đức Maria. Hiện tại, cảnh sát đang thu thập bằng chứng, thông tin và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để truy tìm kẻ tình nghi đã lấy trộm tiền ở nhà thờ.